Mến chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin quốc tế của kênh tin tức Lekan News. Thưa quý vị và các bạn, một người phụ nữ đã bị bắt quả tang trộm dụng cụ nấu nướng trong trung tâm thương mại rồi nhét vào quần đùi. Sự việc được ghi lại vào ngày 23 tháng 11 tại trung tâm mua sắm Happy Go ở Iba, Zambales, Philippines. Trong clip, một nhân viên an ninh đã phát hiện ra một người phụ nữ có chiếc bụng to bất thường. Khi bị một nhân viên này gọi lại, người phụ nữ liền xài bước bỏ chạy và phớt lờ anh ta. Tuy nhiên, thầy có hai nhân viên nữa đến hỗ trợ. Cô ta không còn lựa chọn nào khác là đi cùng họ đến khu vực dành cho nhân viên của trung tâm thương mại. Lúc này, người phụ nữ vén vái lên và lôi ra một đống muôi, thìa và những hàng hóa khác đã lấy từ kệ, khiến nhân viên không khỏi sướng sốt. Người bảo vệ cho biết, anh ta đã bắt được một người khác được cho là đồng phạm của người phụ nữ. Truyền thông địa phương đưa tin người phụ nữ không được cảnh sát nêu tên, có thể phải đối mặt với cáo buộc pháp lý về tội âm mưu trộm cắp. Nghi phạm trong vụ xả súng hôm 6 tháng 12 tại Đại học Nevada, Las Vegas, Mỹ được cho là một giáo sư đại học 67 tuổi, vụ việc khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Theo Reuters, một vụ xả súng đã xảy ra trong khuôn viên đại học Nevada ngày mùng 6 tháng 12 khiến 3 người thiệt mạng và một người khác bị thương trước khi nghi phạm bị cảnh sát bắn hạ. Cảnh sát từ chối công khai danh tính nghi phạm cũng như không cung cấp bất kỳ thông tin nào về bốn nạn nhân bị trúng đạn. Hiện người bị thương đã trong tình trạng ổn định. Động cơ vụ tấn công và loại vũ khí mà nghi phạm sử dụng chưa được tiết lộ, nhưng theo nguồn tin của CNN, nghi phạm là một giáo sư 67 tuổi và chưa rõ người này có mối liên hệ như thế nào với UNLV. Vincent Pires, một giáo sư tại UNLV cho biết, ông đã nghe thấy nhiều tiếng súng và lập tức tìm nơi ẩn nấp. Có từ 7 đến 8 phát súng liên tục và vang rất to. Ngay khi nghe thấy tiếng súng, chúng tôi đã chạy vào trong và nhận ra đây là một vụ tấn công thực sự nhân viên an ninh tại UNLV nói với các phóng viên rằng họ đã lập tức hành động sau khi nhận được một cuộc gọi báo cáo về tiếng súng trong khuôn viên trường. Các nhân viên giao tranh với nghi phạm trong một cuộc đấu súng và nghi phạm đã bị vô hiệu hóa. Cảnh sát cho biết trường đại học sẽ đóng cửa ít nhất từ thứ Sáu ngày 8 tháng 12. UNLV có khoảng 25.000 sinh viên đại học, 8.000 sinh viên sau đại học và tiến sĩ cựu nghị sĩ phản quốc của Ukraine bị ám sát ở Moscow. Truyền thông Nga hôm 6 tháng 12 đưa tin thi thể cựu nghị sĩ đối lập Ukraine Ilya Kiva được tìm thấy tại khu vực ngoại ô thủ đô Moscow trong vụ việc nghi là ám sát. Hãng thông tấn tắt cùng ngày dẫn thông tin từ lực lượng khẩn cấp Nga cho biết thi thể được cho là của cựu nghị sĩ đảng đối lập Ukraine Ilya Kiva đã được phát hiện trong khuôn viên một khách sạn tại làng Suponevo ngoại ô thủ đô Moscow. Nạn nhân nằm úp mặt dưới vũng máu trong tuyết trên đầu có vết thương. Một người lạ mặt đã bắn nhiều phát vào nạn nhân bằng một vũ khí chưa xác định. Người đàn ông thiệt mạng tại chỗ do các vết thương, Reuters dẫn thông báo của Ủy ban điều tra Nga. Cơ quan thực thi pháp luật Nga cùng ngày thông báo, Ủy ban điều tra Nga đã mở cuộc điều tra về vụ sát hại cựu nghị sĩ. Ủy ban này cho hay, ông đã bị giết vào tối ngày mùng 5 tháng 12 theo giờ địa phương và kẻ tấn công không rõ danh tính. Giới chức Nga chưa bình luận gì về vụ việc. Ông Ilya Kiva, 46 tuổi, bị cho là thân Nga, đắc cử vào Quốc hội Ukraine năm 2019. Khi là thành viên của Đảng Nền tảng Đối lập vì cuộc sống, Đảng từng do nhân vật thân Nga Viktor Medvedchuk lãnh đạo và giờ đã bị cấm. Ilya bị khai trừ khỏi Quốc hội Ukraine hồi tháng 3 năm 2022. Ông là người ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga và chỉ trích giới lãnh đạo Ukraine. Ilya rời khỏi Ukraine không lâu trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2022, ông chỉ trích Mỹ và NATO vì đã sử dụng Ukraine làm mồi nhử để khiêu khích Nga tham gia cuộc xung đột. Đến tháng 4 năm 2022, ông viết thư kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin cấp quốc tịch và cho tị nạn chính trị. Cùng thời gian đó, ông đăng bài viết lên Telegram kêu gọi ông Putin nên tấn công phủ đầu Ukraine. Hồi tháng 11, ông Kiva bị một tòa án của Ukraine tuyên án vắng mặt 14 năm tù vì tội phản quốc và nhiều tội khác. Cơ quan thực thi pháp luật Ukraine cũng cáo buộc ông làm mọi cách để dẫn đường quân Nga đến nước này. Trang the Kiev Independent dẫn nguồn tin hành pháp cho biết ông Kiva bị ám sát trong chiến dịch đặc biệt của cơ quan an ninh Ukraine. Trong một phát biểu trên truyền hình, sau khi thông tin ông Kiva thiệt mạng xuất hiện, người phát ngôn của cơ quan tình báo quân sự Ukraine Andrei Yusov xác nhận rằng các cơ quan an ninh Ukraine đứng sau vụ tấn công và nói thêm số phận như vậy sẽ xảy đến với những kẻ phản bội khác của Ukraine. Trong một vụ khác cùng ngày 6 tháng 12, chính trị gia được Nga ủng hộ tại vùng Luhansk miền đông Ukraine, Oleg Popov, thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe. Ủy ban điều tra Nga nói ông Popov thiệt mạng sau khi chiếc xe phát nổ do một thiết bị chưa xác định bên trong. Phía Ukraine chưa bình luận về vụ này. Ông Popov là một nghị viên thuộc cơ quan lập pháp vùng Luhansk do Nga lập ra. Mời quý vị và các bạn điểm qua những tin tức nổi bật trong 24 giờ qua mà chúng tôi vừa cập nhật. Máy bay Y-196 của Tổng thống Nga Putin mới đây đã được 4 tiêm kích Su-35 hộ tống trong suốt hành trình bay tới Abu Dhabi. Việc Tổng thống Nga Vladimir Putin thực hiện chuyến công du đến Abu Dhabi cùng với 4 tiêm kích Su-35 được đánh giá là sự kiện hiếm hoi trong lịch sử hàng không quân sự vì nhiều lý do. Yếu tố đầu tiên khiến sự kiện này thu hút sự quan tâm từ giới truyền thông, đó là chuyến bay từ Nga đến UAE không ngừng nghỉ. Các máy bay chiến đấu Su-35 đã hộ tống chiếc I-196 của Tổng thống Nga từ khi cất cánh đến khi hạ cánh. Chuyên gia hàng không quân sự Flighter Bomber viết, không có máy bay chiến đấu nào trên thế giới có khả năng vượt khoảng cách xa như vậy mà không cần tiếp nhiên liệu hay mang theo thùng dầu phụ. Để tham khảo, Cự ly từ Mosva đến Abu Dhabi theo đường bay thẳng là 3.742 km. Thứ hai, rất ít quốc gia cho phép máy bay có vũ khí, vũ trang của nước ngoài bay vào không phận của mình trừ các quốc gia đồng minh. Và đây là toàn bộ mối liên kết. Sau khi đến nơi, biệt đội tiêm kích Nga đã tổ chức một buổi trình diễn hàng không quy mô nhỏ. Đây là một tiếng chuông gửi tới toàn thế giới. Đến nỗi nó giống như một tín hiệu báo động. Hành động trên của Nga cũng như nước chủ nhà UAE rõ ràng mang đầy toan tính. Thật đáng khen cho những người đã nghĩ ra ý tưởng này và thực hiện nó, vị chuyên gia kết luận. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị và các bạn. Trước cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ hôm thứ Tư, Tổng thống John Biden đã kêu gọi các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội thông qua gói ngân sách viện trợ quân sự cho Ukraine, cáo buộc họ đang mặc cả trên an ninh quốc gia. Ông nói sẵn sàng thỏa hiệp đáng kể về chính sách biên giới, trong khi Đảng Cộng Hòa nói sẽ hạn chế tài trợ trừ khi phe Dân Chủ đồng ý bổ sung các biện pháp trấn áp tình trạng di cư ở biên giới Mỹ-Mexico. Trước đó, tránh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nếu bị hoãn viện trợ, Ukraine có nguy cơ lớn sẽ thua trong cuộc chiến với Nga. Thưa quý vị và các bạn, Mỹ vừa thông báo sẽ dừng bay toàn bộ chim ưng biển V-22 Osprey sau vụ tai nạn khiến 8 người chết trên vùng biển Nhật Bản. Thông tin điều tra ban đầu cho thấy trục trặc về trang thiết bị gây ra sự cố, nhưng nguyên nhân cơ bản của sự cố này vẫn chưa được xác định. Bộ Chỉ huy các hoạt động đặc biệt của không quân Mỹ cho biết, chiếc máy bay cánh nghiêng do Boeing và Bell Helicopter chế tạo đã rơi khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện định kỳ trong tuần trước ngoài khơi đảo Yakushima, cách thủ đô Tokyo khoảng 1040 km về phía Tây Nam. Boeing này cho biết, ít nhất 400 máy bay vận tải đã được bàn giao chủ yếu được không quân, thủy quân, lục chiến và hải quân Mỹ sử dụng. Bộ Chỉ huy các hoạt động đặc biệt của không quân Mỹ cho biết, việc đình chỉ bay sẽ tạo điều kiện về thời gian và không gian để điều tra kỹ lưỡng nhằm xác định nguyên nhân và đưa ra khuyến nghị để đảm bảo phi đội CV-22 của không quân khôi phục hoạt động. Tháng 8 vừa qua, ba lính thủy quân lục chiến Mỹ thiệt hại trong vụ tai nạn máy bay Osprey ngoài khơi bờ biển phía bắc nước Úc khi đang vận chuyển quân trong một cuộc tập trận thường kỳ. Năm 2022, bốn nhân viên Mỹ thiệt mạng khi một chiếc Osprey rơi ở vùng hẻo lánh phía bắc Na Uy trong một cuộc tập trận của NATO. Thái Lan sa thải bốn quan chức giàu có bất thường. Bốn quan chức Thái Lan bị sa thải sau khi nhà chức trách phát hiện có hơn 2 tỷ bạc, tương đương 57 triệu đô la Mỹ trong tài khoản ngân hàng của họ. Số tiền 2 tỷ bạc được phát hiện trong nhiều tài khoản ngân hàng của ba phụ nữ và một đàn ông làm việc ở sở thuế vụ tỉnh Samut Rakhine gần thủ đô Bangkok. Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan NACC đã chuyển vụ án tới văn phòng tổng trưởng lý và yêu cầu tòa án tham nhũng tham gia điều tra. Bốn quan chức kể trên giàu có bất thường, Phó Tổng Thư ký kiêm Phó Phát ngôn NACC Son Chai Chu Quy Chan tuyên bố, bổ sung rằng tài sản kê khai của họ bao gồm tiền gửi ngân hàng, không khớp với thu nhập từ công việc quan chức của họ. Bốn người đều không giải thích được nguồn gốc số tiền này, ông Son Chai nói thêm. Danai Damron Yuthin, một trong bốn quan chức, có 1,1 tỷ bạc trong 7 tài khoản ngân hàng, trong khi một số người còn lại có 500 triệu bạc trong 5 tài khoản ngân hàng. Quan chức thuế vụ ở Thái Lan thường nhận lương khoảng 450 đô la Mỹ mỗi tháng khi mới được bổ nhiệm. Cả bốn quan chức đều bị sa thải, theo NACC. Cơ quan này chưa thông báo liệu bốn người này bị bắt hay truy tố hay chưa. Mỹ khởi tố 4 lính thân Nga vì tội phạm chiến tranh ở Ukraine. Mỹ cáo buộc 4 binh sĩ thân Nga thực hiện tội phạm chiến tranh đối với một công dân Mỹ sống tại Ukraine, theo hồ sơ tòa án được bỏ niêm phong tại Tòa án Liên bang ở Virginia. Đây là lần đầu tiên Mỹ khởi tố một vụ án căn cứ vào đạo luật tội phạm chiến tranh của nước này, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland nói. Theo cáo trạng, hai trong bốn bị can, Suren Seranovic Mucian, 45 tuổi, và Dmitry Butnik, là sĩ quan chỉ huy các đơn vị quân đội của lực lượng Vũ trang Nga hoặc cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Hai bị can còn lại là quân nhân cấp thấp, chỉ được cáo trạng nêu tên là Valery và Nazar. Theo cáo trạng, bốn bị can đã bắt cóc một công dân Mỹ từ nhà riêng ở làng Mylov của Ukraine vào tháng 4 năm 2022. Họ được cho là đã đánh đập và tra tấn nạn nhân tại cơ sở quân sự của Nga, đồng thời giam giữ 10 ngày. Nạn nhân người Mỹ được cho là đã bị bốn bị can và các đồng phạm chưa rõ danh tính tra tấn trong ít nhất hai phiên thẩm vấn. Người này bị lột trần, đánh đập dã man và chụp ảnh, theo cáo trạng. Cáo trạng cho biết, nạn nhân người Mỹ không tham chiến và được bảo vệ theo Công ước Geneva năm 1949. Trong 10 ngày giam giữ, binh lính Nga được cho là đã đe dọa giết nạn nhân, có lúc chĩa súng vào đầu và kề dao vào cổ. Binh sĩ Nga còn thực hiện hành quyết giả bằng cách ép nạn nhân xuống đất, di súng vào sau gáy, rồi nổ súng sượt đầu. Bản cáo trạng nói rằng nạn nhân người Mỹ cũng bị đe dọa tấn công tình dục và còn bị ép lao động cưỡng bức đào chiến hào cho quân đội nga. Bốn bị can thân nga bị cáo buộc phạm ba tội ác chiến tranh, giam giữ trái pháp luật, tra tấn và đối xử vô nhân đạo. Họ còn bị cáo buộc âm mưu phạm tội ác chiến tranh. Nếu bị bắt và kết án, họ sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là trung thân. Kịch tính vấn đề Đài Loan trong phút cuối thượng đỉnh Mỹ-Trung. Vài ngày sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ Trung, liên minh đối lập của hòn đảo dân chủ đã sụp đổ. Hồi đầu tháng 11, khi tổng thống Mỹ Joe Biden tiễn người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình rời khỏi dinh thự Philoli ở California, cả hai nhà lãnh đạo đều mỉm cười. Không hề có dấu hiệu nào cho thấy Biden đã cảnh báo Tập Cận Bình về việc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống ở Đài Loan. Chiếc xe đẹp đấy, Biden nói khi nhìn vào bên trong chiếc limousine hồng kỳ do Trung Quốc sản xuất, đồng thời bắt tay ông Tập để chào tạm biệt. Sau đó, trong một cuộc họp báo, Biden đã tiết lộ cho các phóng viên nội dung cuộc trò chuyện riêng giữa hai người. Khi thảo luận về sự can dự của Trung Quốc vào cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Đài Loan, Biden tuyên bố: "Tôi đã nói rõ, tôi không mong đợi bất kỳ sự can thiệp nào cả." Theo một nguồn tin quen thuộc với quan hệ Trung-Mỹ và Trung-Đài, nhận xét của Biden, bao gồm cả cách nó được thận trọng đưa ra, đã nhận được sự quan tâm lớn trong chính giới Đài Loan. Nguồn tin nhận định điều đáng ngạc nhiên là cao trào của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung lại liên quan đến chính trị Đài Loan và cao trào đó không diễn ra trong các cuộc thảo luận chính thức. Nó chỉ là một câu nói vội của Biden ngay trước khi họ chia tay. Nhận xét của Biden có thể là một phần trong vở kịch chính trị quốc tế quy mô lớn, bao trùm Bắc Kinh, Đài Bắc và Bắc California. 9 ngày sau khi tập và Biden gặp nhau, liên minh giữa hai đảng đối lập chính của Đài Loan đã sụp đổ. Hai bên không thể ngừng tranh cãi về việc ai sẽ là ứng viên tổng thống duy nhất của họ. Câu chuyện ồn ào xoay quanh liên minh đối lập đã kéo dài hai tuần. Bắt đầu kể từ khi một trợ lý thân cận của cựu tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu trở về Đài Bắc sau chuyến đi Bắc Kinh vào đầu tháng 11. Người trợ lý Tiểu Từ Sâm, hiện đang là giám đốc điều hành của quỹ Mã Anh Cửu. Mã Anh Cửu trở thành tổng thống với tư cách là đảng viên của Quốc dân Đảng vốn thân Trung Quốc. Hồi tháng 3, Mã trở thành cựu tổng thống Đài Loan đầu tiên đến thăm Trung Quốc. Trong 12 ngày ở đại lục, Mã đã đến thăm Nam Kinh, vốn là thủ đô của Trung Quốc khi Quốc dân Đảng còn nắm quyền vào đầu thế kỷ 20 và Hồ Nam, quê gốc của ông. Ở đó, ông đã đến thăm mộ tổ tiên mình. Trước khi quốc dân đảng, KMT và Đảng Nhân dân Đài Loan, TPP, đảng lớn thứ ba tại Hòn Đảo, tuyên bố liên minh vào ngày 15 tháng 11, cả hai đều đã có ứng viên tổng thống của riêng mình. Quốc dân đảng đã đề cử Hầu Hữu Nghi, 66 tuổi, thị trưởng thành phố Tân Bắc, trong khi TPP ủng hộ Kha Văn Chiết, 64 tuổi, chủ tịch đảng. Lại Thanh Đức, 64 tuổi, đương kim phó tổng thống Đài Loan, ứng viên của Đảng Dân Tiến, DPP, cầm quyền, hiện là người dẫn đầu. Các cuộc thăm dò dư luận được thực hiện hồi mùa hè cho thấy Kha, người được giới trẻ ưa chuộng, vẫn đang đứng sau lại, nhưng lại dẫn trước đối thủ hầu mờ nhạt của Quốc dân Đảng. Thế rồi, chỉ vài ngày trước khi các ứng viên có thể bắt đầu đăng ký tranh cử, đã có một thông báo bất ngờ, KMT và TPP đã đồng ý bắt tay nhau. Hai đảng đối lập đang cố gắng lật ngược tình thế trước lại Thanh Đức và tin rằng sau này họ có thể kết hợp những ý tưởng đôi khi đối lập của mình lại với nhau. Thông báo bất ngờ của họ được đưa ra như thể họ muốn nó trùng với thời điểm thượng đỉnh Mỹ Trung. Thông báo đã được công bố ngay trước khi Tập và Biden gặp nhau vào ngày 16 tháng 11. Mã chính là người làm trung gian cho thỏa thuận này. Biden đã được thông báo ngắn gọn về diễn biến chính trị gây chấn động Đài Loan ngay trước khi ông nói lời chia tay với Tập, khiến nhà lãnh đạo Trung Quốc mất cảnh giác. Trong cuộc họp báo ngay sau cuộc gặp với Tập, Biden đã gọi nhà lãnh đạo Trung Quốc là kẻ độc tài. Nhưng chính lời cảnh báo của Biden dành cho Tập Cận Bình sẽ tiếp tục làm dung chuyển bối cảnh chính trị vốn đã bấp bênh của Đài Loan. Liên minh đối lập sụp đổ chỉ 9 ngày sau thông báo, khi cả Hầu Hữu Nghi và Kha Văn Chiết đều đăng ký ứng cử cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới vào ngày 24 tháng 11. Rõ ràng, cả hai đều không muốn nhường chỗ cho người còn lại và nỗ lực hòa giải của Mã Anh Cửu đã không thành công. Một nguồn tin cho biết, trước chuyến thăm Mỹ của tập, Bắc Kinh đã kỳ vọng vào một liên minh có thể làm suy yếu lợi thế của DPP trong cuộc đua tổng thống Đài Loan. Kể từ khi liên minh đối lập sụp đổ, người phát ngôn của cơ quan phụ trách vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đã tăng cường áp lực lên hòn đảo tự trị nhằm ngăn cản hòn đảo này tiến tới độc lập. Cuộc đua vẫn chưa đi đến trạng cuối, nhưng đó sẽ là trạng quyết định. Một sự kiện bất ngờ diễn ra sát ngày bầu cử cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Hãy xem hội nghị thượng đỉnh tập Biden như phát súng mở màn cho vở kịch chính trị này. Nga mở đợt tấn công mới, mọi chuyện đang trở nên tồi tệ hơn với Kiev. Trang SF thông tin quân đội Nga đã triển khai một loạt cuộc tấn công nhằm vào nhiều cơ sở hạ tầng của Ukraine. Trong đợt tấn công mới nhất này, một số mục tiêu ở vùng Zhytomyr đã bị tấn công. Một trong số đó là kho đạn lớn chứa đạn NATO cung cấp cho Ukraine ở gần Berdychiv. Nga cũng tiếp tục tấn công sân bay quân sự ở Staro-Kontantinov thuộc vùng Menisky. Điều này ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai máy bay F-16 mà Ukraine dự định thực hiện. Kể từ tối hôm ngày 5 tháng 12, nhiều vụ nổ đã xảy ra ở Odessa và một trong những mục tiêu được cho là sân bay Skorny. Bên cạnh đó, nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga cũng đã xảy ra ở gần Kobinivsky. Các đơn vị của Ukraine cũng bị tấn công gần Kharkiv trong quá trình luân chuyển tới vùng cướp danh. Trong khi đó, lực lượng Nga không ngừng tiến công ở mặt trận, ở sườn phía bắc của Bakhmut, họ cắt một con đường quan trọng và bắt đầu bao vây Bodanovka. Trong 24 giờ qua, quân Nga cũng đã cải thiện vị trí của mình ở sườn phía nam. Tại vùng ngoại ô ở phía tây nam của Bắc Mút, quân Nga đã đẩy lùi lực lượng Ukraine và giành quyền kiểm soát con đường tới Ivanovko. Lực lượng Nga cũng duy trì quyền chủ động về các hướng khác ở Donbass, dù chiến tuyến không có thay đổi đáng kể trong 24 giờ qua. Quân đội Israel cho biết đã hạ khoảng một nửa số chỉ huy tiểu đoàn Hamas và đang áp sát nhà thủ lĩnh nhóm này tại phía nam Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 6 tháng 12 thông báo đã hạ ít nhất 10 chỉ huy tiểu đoàn của Hamas trong 2 tháng tiến hành chiến dịch tấn công, làm suy giảm đáng kể năng lực tác chiến của những đơn vị này. IDF trước đó ước tính lữ đoàn Yisad Din qassam cánh vũ trang của Hamas, có khoảng 24 tiểu đoàn, với quân số mỗi đơn vị từ 1.000 người trở lên. Một nguồn tin của Hamas ở Gaza tuyên bố lực lượng này là quân đội thu nhỏ, có đầy đủ cơ sở huấn luyện với nhiều chuyên ngành. IDF tới nay chưa hạ được Yahya Sinwar, lãnh đạo của giải Gaza của Hamas, và Mohammed Deif, chỉ huy cánh vũ trang của nhóm. Giao tranh đang diễn ra tại Khan Yunis, thành phố được coi là thành trì của Hamas ở miền nam giải Gaza. IDF cho rằng ông Sinwar và các thành viên cấp cao Hamas khác đang ẩn nấu tại đây. Tổ tướng Benjamin Netanyahu ngày 6 tháng 12 thông báo quân đội Israel đã bao vây nhà của ông Sinwar tại Khan Yunis, thêm rằng ông ta có thể trốn thoát nhưng việc chúng tôi bắt được Sinwar chỉ là vấn đề thời gian. Sinwar là một trong những thành viên sáng lập của Hamas và lớn lên tại trại tị nạn ở Khan Yunis. Daniel Hagari, phát ngôn viên IDF, xác nhận các binh sĩ Israel chưa bắt được Sinwar. Ông ta không sống trên mặt đất mà đang ẩn nấu dưới hầm ngầm, Hagari nói. Tôi không mong muốn cung cấp thông tin chi tiết về thông tin tình báo chúng tôi nhận được. Nhiệm vụ của chúng tôi là truy tìm Sinclair và hạ sát ông ta. Hagari cũng tuyên bố quân đội Israel đã chọc thủng phòng tuyến của Hamas ở Khan Yunis. Các tay súng xuất hiện từ những đường hầm và cận chiến với lực lượng chúng tôi. Ông nói, khẳng định IDF sẽ tiếp tục giành chiến thắng ở các đô thị miền Nam giải Gaza. Những thông tin vừa rồi đã kết lại chương trình hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại